Khả Ngân khiến fan lo lắng vì bị dị ứng thuốc khi đang quay Hậu Duệ Mặt Trời. Mới đây, quản lý của Khả Ngân đã thu hút sự chú ý khi đăng tải hình nữ diễn viên với đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi lên Facebook cá nhân, kèm theo dòng trạng thái sẽ không sao đâu, cố lên. Ở phần bình luận, rất nhiều bạn bè khán giả đã nhanh chóng gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe tới Khả Ngân và không giấu được lo lắng cho nữ chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Liên lạc với phía Khả Ngân để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, quản lý của cô cho biết do nữ diễn viên sử dụng thuốc giết đầu giả nên bị dị ứng gây sưng mắt như hình ảnh đã đăng. Được biết, hiện Khả Ngân đang có mặt tại Phú Yên để hoàn thành nốt các cảnh quay của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Vì cường độ làm việc khá căng thẳng nên nữ diễn viên không chú ý đến thuốc giết đầu mà mình sử dụng mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Khả Ngân đã tốt hơn và không gặp những dấu hiệu nguy hại. Song Luân thấy áp lực khi đóng cảnh xé váy Khả Ngân. Hai tập phim Hậu Duệ Mặt Trời phát sóng vào tối 30 tháng 9, dẫn dắt khán giả vào mối tình vừa chớp nở của đại úy Duy Kiên và bác sĩ Hoài Phương. Những buổi đi chơi của cặp đôi nhiều lần bị hủy bỏ và cắt ngang vì bác sĩ phải cấp cứu bệnh nhân hoặc chàng đại úy phải lên đường đi làm nhiệm vụ đột xuất. Ở buổi hẹn hò đầu tiên, vì sốt ruột không gặp được bạn gái, Duy Kiên đến chờ ở cửa bệnh viện 2 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Hoài Phương vẫn chưa hết ngái ngủ, mệt mỏi sau buổi trực đêm. Nhìn thấy bóng Duy Kiên khi chưa kịp sửa soạn, Hoài Phương cuống cuồng nhờ đến sự trợ giúp được bạn cho mượn quần áo. Bộ đồ đi mượn khiến Hoài Phương và Duy Kiên nhận xét giống Madame. Vừa bước lên xe mô tô, chiếc váy đã xuất chỉ khiến cô ngượng chín mặt. Chàng lưu ý nhanh trí xé toạc chân váy của bạn gái để cô thuận tiện di chuyển. Phần đoạn này sau khi lên sóng ngay lập tức gây chú ý với khán giả. Đây cũng là chi tiết hoàn toàn mới so với phiên bản gốc Song Joong Ki và Song Hye Kyo thể hiện. Song Luân chia sẻ với Ngôi Sao Net, anh rất áp lực khi đóng cảnh xé váy vì chỉ có hai chiếc váy là đạo cụ để phục vụ cho cảnh này. Điều đó đòi hỏi cặp diễn viên chính phải thật chính xác từng động tác vì không có thêm cơ hội nào thực hiện lại nếu làm hỏng. Song Luân và Khả Ngân đã tập luyện rất kỹ lưỡng trước khi bước vào set quay. Thực ra tôi không ngại chút nào cả vì tôi và Khả Ngân đều biết rõ chiếc váy đó ngắn như thế nào và đó cũng chỉ là phim thôi mà. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cố diễn sao trông cho hơi ngại ngại để đúng với tâm lý nhân vật đại úy. Thực tế những chiếc váy đều ngắn đến ngang đùi và được đoàn phim may hờ thêm một đoạn để nam diễn viên dễ dàng thực hiện động tác xé. Sau 4 tập được phát sóng, nam diễn viên chính nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cách thoại của anh và Khả Ngân có nhiều gượng gạo, khô cứng. Giải thích về điều này, Song Luân cho biết 5 tập đầu được thực hiện khi phim mới bấm máy. Khi đó Khả Ngân mới nhập đoàn phim nên anh và bạn diễn chưa có nhiều thời gian để làm quen tập luyện với nhau. Vì vậy, việc anh và Khả Ngân chưa thực sự ăn ý ở những tập đầu cũng là điều dễ hiểu. Song Luân tin rằng càng về sau, mọi người sẽ càng thấy anh và bạn diễn kết hợp tốt hơn. Nam diễn viên cũng thừa nhận anh rất hồi hộp và lo lắng về phản ứng của khán giả trong những tập đầu vì biết rằng việc phim bị so sánh với phim bản gốc đã quá thành công là không thể tránh khỏi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!